xin cảm ơn hai ca khúc thật tuyệt vời đến từ anh Quang. Và để đáp lại tình cảm của anh Quang thì sẽ là những ca khúc đến từ bạn Thu Hương. Vâng, xin trọng kính mời Thu Hương hãy cùng trở về với sân khấu để thể hiện ca khúc của mình. Hai bạn trăm năm hạnh phúc, và sau đây xin gửi tới hội trường ca khúc Em yêu anh như con hò bị dập.